Phật chỉ chấp tay chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô ta sa ba ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa ba ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa ba ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa. Giờ vào thời vấn đáp. Bà sư cho con hỏi tại sao lại quán suy tư mọi người là con của mình từ vô lượng kiếp để khởi lên lòng từ của người mẹ. Con có suy nghĩ người mẹ mang lại hạnh phúc cho con của mình vô điều kiện, nhưng vì con còn nhỏ tuổi, chưa được làm mẹ, chưa cảm nhận được tấm lòng của người mẹ trong kiếp hiện tại này, nên con còn mông lung, kính mong sư chia rõ thêm cho con. Bởi vì ở trong bài kinh Karani Yasutta có một đoạn là Metan Chasapalo Kasmin Manasam, Metan Chasapalo Kasmin Manasam, là cái gì? Mata. Tự nhiên bây giờ cái sư bây giờ sư quên mất cái đoạn đó rồi, phải ngồi phải nhẩm lại cả cái bài kinh. Thì đại loại đó là vì thực hành tâm từ phải quán tưởng như là người mẹ đối với đứa con ruột duy nhất của mình, thì khi đó, đó tâm từ của người mẹ đối với đứa con của mình như thế nào thì vị hành giả thực hành tâm từ cũng y như thế đó. Cho nên là việc rải tâm từ thì nó quý vị quán tưởng chúng sanh như con của mình, thì việc mà quý vị rải tâm từ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Còn trong trường hợp những vị nhỏ tuổi khó mà làm được điều đó, thì trong trường hợp đó quý vị có thể quán là những người này như là mẹ của tôi hoặc là như là cha của tôi, thì như vậy quý vị cũng có thể phát khởi tâm từ. Tuy nhiên việc mà quán chúng sanh như cha hoặc như mẹ của mình, cái khả năng phát khởi tâm từ thì nó không bằng việc là mình quán chúng sanh như con ruột của mình. Dạ sư có giảng chúng ta cần có phước, thiếu phước khó tu. Dạ sư cho con hỏi khó tu ở đây có những biểu hiện gì để con có thể nhận biết vậy ạ? Mong sư giải đáp giúp con. Nó có cái đời tu á, nó có hai, nó có bốn loại ở trong tăng chi. Là cái loại mà tu dễ mà đắc chậm, tu dễ mà đắc nhanh, tu khó mà đắc chậm, tu khó mà đắc nhanh. Thì tổng cộng là có bốn hạng người. Thì cái việc mà tu dễ hay tu khó đó, thế nào là tu dễ? Tu dễ
là vị đó có thể lựa những cái đề mục mà nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng, mà vị đó vẫn có thể chứng đắc được đạo quả. Ví dụ như thiền hơi thở, ví dụ như là thiền rải tâm từ chẳng hạn. Quý vị đừng có coi thường thiền tâm từ nhé. Bởi vì một vị thực hành thiền tâm từ một cách đúng mức á, vị đó có thể chứng đắc đến đạo quả A-na-hàm. Là trong bài kinh Kalani Yasutta, Đức Thế Tôn khẳng định một vị thực hành thiền tâm từ, đạo quả tối cao vị đó có thể đạt được chính là đạo quả A-na-hàm. Và cũng đừng có coi thường, bởi vì đối với chúng ta thì đạo quả A-na-hàm và A-la-hán thì cái nào cũng được, chứ mình cũng không có kén chọn cái đó đâu. Thì đó là những cái đề mục tu nó dễ. Rồi cái việc mà vị tỷ kheo có thể chứng đắc đạo quả khi mà vị đó ở trong tự viện, không cần phải thực hành các cái hạnh đầu đà, thì đó là tu dễ. Vị tỷ kheo đi khất thực được dễ dàng, có được tứ sự được dễ dàng, thì đó là tu dễ. Còn cái tu khó đó là sao? Về cái phương pháp tu tập thì vị đó sẽ cần phải lựa chọn những phương pháp được gọi là khó. Thí dụ như quán tử thi, tức là vị đó phải đi vào rừng quán các cái đề mục tử thi. Như quý vị thấy ở đây có bộ xương, thì đó cũng là một trong những đề mục khó đó. Hoặc là quán 32 thể trược, thì đó là những đề mục khó. Rồi khó ở đây là vị tỷ kheo cần phải thực hành các cái pháp đầu đà, tức là 13 hạnh đầu đà. Ví dụ như bỏ ngăn oai nghi nằm, ngày chỉ ăn một lần, chỉ đi khất thực, hoặc là sống chỉ sống trong rừng, không sống trong tự viện, thì đó là khó. Rồi vị tỷ kheo có đời sống xuất gia không có đầy đủ về vật thực, không có đầy đủ về tứ sự, thì đó là khó. Cái nguyên nhân của cái việc tu khó đó hay tu dễ là do cái phước của vị đó. Tức là một vị có nhiều phước thì vị đó tu nó sẽ dễ, còn một vị thiếu phước thì tu nó sẽ khó. Ví dụ như trường hợp của ngài Siva Lý, ngài 7 tuổi và ngài xuất gia, sau đó ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán, đó là tu dễ. Rồi tu khó là như trường hợp được nhắc đến ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, trong chú giải kinh Tứ Niệm Xứ, nhắc đến vị tỷ kheo khi mà bị cọp nó tha đi, thì vị đó tha lên trên núi, các vị tỷ kheo không có thể cứu được, và nhắc vị tỷ kheo này là bây giờ hiền đệ chỉ có thể trông chờ vào chính mình thôi. Thì vị tỷ kheo thực hành quán thọ, thì con cọp nó ăn từ từ, nó ăn từ chân, ăn lên trên đầu. Thì khi nó ăn xong cái đôi chân là vị chứng đắc sơ quả tu đầu quần. Khi mà ăn xong phần dưới, ăn cái phần bụng á, là chứng đắc cái nhị quả tư đà hoàng. Mà ăn hết cái phần dưới thì chứng đắc tam quả A-na-hàm. Mà khi mà ăn tới cái nội tạng, ăn tới trái tim là vì nó chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thì cái đó là khó đó. Thì có nhiều nguyên nhân để cho chúng ta
tu nó khó. Một là thiếu phước, hai là do cái nghiệp quá khứ, ba là chúng ta còn cần bổ túc các cái ba la mật. Nó giống như là một cái trái cây, nếu mà nó chín từ, ví dụ như quý vị ăn cái trái vú sữa đi, nó chín nó mềm rục tự nhiên thì ăn nó thoải mái. Còn nếu mà trái cây mà nó chưa có chín thì hái xuống thì nó cần phải ủ, cần phải vú nó một thời gian nó mới ăn được. Thì đó là như vậy. Còn việc mà đắc mau hay là đắc chậm á, thì đó tùy thuộc vào các căn của vị đó mau lẹ hay là chậm lục. Thì cái này nó thuộc về cái trí tuệ của vị đó, nó bén nhạy hay là nó bị chậm lục. Chính vì như thế sư mới nói là quý vị tu thì cần có cái phước thì đường tu chúng ta nó dễ hơn. Nó dễ hơn ở đây còn mang một ý nghĩa là đường tu của chúng ta ít sự cản trở. Sự cản trở ở đây là sự cản trở bởi kẻ thù. Đương nhiên đối với chúng ta thì người tu tốt nhất là không có kẻ thù. Nhưng mà dòng sanh tử luân hồi á, thì có trời mới biết mình từng là cái thứ gì. Mình đã tạo vô số các cái ác nghiệp, cho nên là có những chúng sanh của họ cũng không có ưa mình lắm đâu. Thì như vậy đó, ở trong tương ưng chư thiên, có vị thiên tử xuống nói với Thế Tôn rằng vị nào thực hành tứ niệm xứ ngày hay đêm thì mỗi ngày một tốt hơn, và vị đó sẽ không có kẻ thù. Đức Thế Tôn mới đính chính sửa lại cái câu đó rằng vị nào thực hành tứ niệm xứ mỗi ngày một tốt hơn, mà vị nào thực hành tứ niệm xứ vị ấy không thể tránh khỏi kẻ thù. Chỉ có những ai ngày và đêm an trú trong từ tâm, vị đó mới có khả năng tránh khỏi những kẻ thù. Cho nên chúng ta muốn tránh khỏi những cảnh nghịch, những cái kẻ nghịch, những kẻ thù họ cản trở chúng ta trên con đường tu, thì chúng ta phải thực hành tâm từ. Sự cản trở ở đây đó, quý vị biết mà, một người mà họ ghét mình rồi, nó có nhiều cách để nó cản mình lắm. Mà một trong số ở đây thì có trường hợp là các cái hàng phi nhân, chư thiên phi nhân thấy người ta tu nó không thoải mái. Thì trong cái bài kinh Kalani Yasutta đó, chú giải có nhắc là nhóm 500 vị tỷ kheo này nè, là đi vào trong rừng tu đó, thì chư thiên ban đầu thì họ nghĩ là những người này ở thì sẽ về giờ, tức là không có ở lâu. Mà rốt cuộc là nhóm 500 vị tỷ kheo tính an trú, an cư 3 tháng, thì chư thiên họ phiền. Họ phiền, họ muốn đuổi, thì họ đuổi bằng cách là họ dọa ma. Ví dụ như vị tỷ kheo đang ngồi thiền thì nó cho rớt một cái tay, nó rớt xuống, rớt cái tay trái, nó rớt xuống trước mặt, bịch mở mắt ra thấy cái tay trái, tay trái hay trước, cái bịch nữa, cánh tay phải nó rớt xuống, cái bịch nữa, cái chân trái nó rớt xuống, bịch nữa, cái chân phải nó rớt xuống, cái bịch nữa, nguyên cái đầu nó rớt xuống, vì này quảng hồn này chạy, thì nó dọa ma cái kiểu đó. Thì chư tăng phiền không có tu được, cái gì đâu, rừng gì đâu mà ma quá trời ma. Chư tăng mới về báo Thế Tôn. Thế Tôn mới nói bây giờ các ông quay trở lại và các Như Lai chỉ ông phương pháp, và Đức Thế Tôn chỉ cho 500 vị tỷ kheo rải tâm từ. Thì nhờ rải tâm từ mà khi quay lại thì chư thiên họ hoan hỷ, họ đón chào, chứ họ không có gây hấn, không có gây sự nữa. Thì đây là cái biểu hiện của cái việc sự khác biệt giữa việc rải tâm từ và không rải tâm từ.
Hạng phu tá là gì? Chư thiên giả xoa càng tác bà cưu bàn trà là như thế nào? Ngoài Phật ra, các vị thánh tăng còn ai có thể nhìn thấy những vị này thời hiện tại? Kính mong sư giải thích. Thì phu tá đó, tức là chúng sanh, cái từ Pali đó, sư có mở ngoặc ở trong cái bài kinh tụng, mở ngoặc cái bài phu tá PHU có gạch ngang TA, hàng phu tá tức là hàng chúng sanh. Còn tại sao cái chỗ đó không dịch chúng sanh mà dịch phu tá, thì người ta hỏi với cái vị dịch. Tại vì phu tá thì có nghĩa là chúng sanh, mà từ sách tá cũng có nghĩa là chúng sanh, mà ở đây thì dùng cái từ phu tá, cho nên là đôi khi các vị đó thích để cái từ phu tá. Còn chư thiên là các vị trời, giả xoa càng thác bà cư bàn trà là các cái cũng là chư thiên, nhưng mà chư thiên bậc thấp hàng tứ thiên vương. Còn cụ thể các loài này như thế nào thì vui lòng xem trong cái quyển chúng sanh và sanh thú, hoặc là chú giải người và cõi thì có giải thích rất là rõ. Bốn mấy cái hạng là giả xoa càng thác bà cư bằng trà đó là hàng địa cư thiên hội chúng của tứ thiên vương. Nếu như vào thời hiện tại, nếu như quý vị muốn thấy thì quý vị phải tu tập 10 đề mục ca si ná. Quý vị tu tập cái đề mục ca si ná ha, là rồi sau đó, đó chứng tứ thiền ca si ná. Sau khi chứng tứ thiền ca si ná thì nó có nhiều cái phương pháp thực hành để việc ra vào các tầng thiền, các ca si ná được thuần thục. Sư có cái bài giảng trong Thanh Tịnh Đạo phần cuối, phần thần thông, cuối phần định một thần thông. Và sau đó đó, vị ấy sau khi mà thuần thục việc ra vào các tầng thiền ca si ná thì vị đó bắt đầu tu tập thiên nhãn thông. Thì khi mà vị đó tu tập thiên nhãn thông á, thì vị đó có thể nhìn thấy các hàng siêu hình. Cho nên quý vị hỏi làm sao để nhìn thấy thì sư vừa nói, tu tập thiên nhãn thông thì quý vị có thể nhìn thấy. Bất cứ ai là người tam nhân đều có thể tu tập. Còn quý vị có phải là người tam nhân hay không thì quý vị phải tu mới biết được. Chứ còn bây giờ có một vị nào đó nói cho quý vị thì quý vị chắc gì tin, tại quý vị không thấy tận mắt. Trong kinh nói mình còn không tin, Phật nói mình còn không tin. Bây giờ mình muốn thấy tận mắt thì mình phải tự mình tu tập chứ. Còn mình tu thì không chịu tu, còn người khác nói thì mình không tin thì cái đó thì chịu thua đó. Nó cũng giống như một người không tin là có con vi khuẩn, thì người ta nói bây giờ tôi nghiên cứu, tôi nhìn vô trong kính hiển vi tôi thấy con vi khuẩn, mà người này nói không, tôi không thấy, tôi không tin, chừng nào tận mắt tôi thấy tôi mới tin. Người ta nói được rồi, bây giờ anh muốn thấy thì bây giờ anh lấy cái kính hiển vi anh nhìn vào anh sẽ thấy. Người này nói thôi, nhưng mà bây giờ tôi nghèo lắm, tôi không có tiền mua kính hiển vi, tôi không rảnh nữa, tôi lo tôi kiếm tiền, tôi đâu ra mà tôi mua kính hiển vi tôi ngồi đó mà tôi chứng minh. Mà thôi, mắt tôi không thấy cho nên là tôi nhất quyết tôi không tin. Thì theo quý vị, cái người đó cái là người khôn hay người dại? Là người dại. Cho nên phương pháp thì sư đã nói. Còn quý vị nhờ vào cái người khác thấy thì cái người mà đáng tin nhất là Phật và chư Thánh Tăng. Còn quý vị không chịu, quý vị phải nhờ cái người khác thấy nữa thì cái người khác uy tín làm sao bằng các ngài. Ngoài ra thì còn một vấn đề khác, đó là đối với các vị tỷ kheo khi chứng đắc thì các vị đó
không có được phép nói cho hàng cư sĩ nghe. Cho nên những vị mà nói là những vị chưa có chứng, mà những vị chứng là những vị không có nói. Thì làm sao mà sư có thể nói cho quý vị biết được? Giả sử như sư có biết vị nào đó có khả năng thấy, sư cũng không được phép nói cho quý vị nghe. Sáng nay sư giảng về rải tâm từ là quán mọi người đều là con của mình để thương yêu. Song con của con mới mất, nên khi quán việc mọi người trong vô lượng kiếp trước có thể cũng là con của mình, thì con khóc không kiềm chế được. Vậy sư cho con hỏi vấn đề của con như vậy thì nên giải quyết ra sao? Con cảm ơn sư. Trong trường hợp của quý vị ấy, thì đó là do các cái thọ, các cái xúc duyên cho thọ, nó làm cho thọ của quý vị nó dâng trào lên quá nhiều, thành ra là quý vị khó mà bình tĩnh. Trong trường hợp đó, chúng ta nên cố gắng dùng cái định tâm của mình ấy, để cho nó bình lại cái tâm của mình, cho nên nó lắng xuống. Thì nó cần thời gian. Cái vấn đề đơn giản nhất là nó cần thời gian. Như người ta nói mọi vết thương đều cần thời gian để chữa lành, thì cái tâm của mình cũng vậy. Chúng ta kiên trì làm cho cái tâm của mình nó đè xuống là nó sẽ dịu lại. Khi nó dịu xuống thì nó qua cái giai đoạn là nó bung sung, nó loạn động, thì từ từ là mình sẽ vượt qua được. Hơn nữa, cái chuyện mà mình khóc nó thuộc về tâm sân, nó không thuộc về tâm từ. Mà lý do khiến cho mình sân như thế là do chúng ta không khéo tác ý. Chúng ta suy tư về những cái cảnh bất hạnh, những cái cảnh nghịch, những cảnh bất hạnh, nó làm cho chúng ta đau khổ. Và chính vì như vậy, chúng ta than khóc. Chúng ta nên suy tư như thế này nè. Như vậy, mình là người hạnh phúc ở thế gian, bởi vì mình không chỉ có một đứa con mà mình có vô số những đứa con. Cho tới khi nào mà cái tình thương của quý vị dành cho những người xung quanh nó bằng với cái tình thương quý vị dành cho đứa nhỏ vừa mất, thì khi đó cái tâm từ của quý vị đã được thực hành một cách đúng đắn. Nó có một cái phương pháp để chúng ta vượt qua, đó chính là niệm buông. Khi mà cái tâm của chúng ta nó trở nên nó bung sung, nó trở nên là giống như là nó dồn dập tâm sân, nó khởi lên niệm buông. Giống như là cái nước mà nó sôi bọt, nó trào lên, thì mình vớt cái bọt đó, mình đổ bỏ đi. Thì khi niệm buông là chúng ta buông những cảm xúc đó, buông những cảm xúc đó, buông bỏ những suy nghĩ về đứa con bỏ. Thì khi niệm buông như vậy, tâm của chúng ta nó sẽ được bình trở lại. Buông. Khi chúng ta buông rồi đó, thì sau đó chúng ta quay trở lại tâm từ. Và nhớ cái nguyên tắc ở đây là tránh, đừng tác ý suy tư đến đứa con vừa mất. Chúng ta gọi là chúng ta tránh nó đi, giống như là
chúng ta trên đường đi, chúng ta biết cái đường này nó có thú dữ, chúng ta phải tránh. Thì cũng vậy, những cái ký ức đau thương ấy, khi nó gợi lên đối với chúng ta thì chúng ta buông, niệm buông. Sau khi buông được rồi, tâm trở nên yên tĩnh rồi, thì chúng ta tác ý hướng đến việc khác. Đừng có tác ý đến việc này nữa, đừng suy tư đến việc này nữa. Cái này nó đòi hỏi chúng ta phải khéo léo và phải thực hành nhiều. Thì một trong những cách khác đó là để mà niệm buông được dễ, thì quý vị suy tư đến trường hợp của nàng Pattachara. Khi mà nàng mang thai thì chồng thì đêm đó là trời mưa to bão bùng, nàng bụng mang dạ chữa, nàng sanh con, chồng thì đi kiếm củi bị rắn cắn chết, nàng đi kiếm chồng mà thấy chồng bị rắn cắn chết rồi, mà đêm đó trời thì mưa to, con thì còn đỏ hỏn, thì nàng giống như là phải bò chứ không được nằm, để bò ở phía trên để mà lấy thân mình che mưa che gió cho con. Suốt cả một đêm lạnh cống như thế, sáng ngày hôm sau tay xách nách mang dắt con qua sông, thì để đứa lớn ở lại cấp đứa nhỏ đi qua sông. Khi mà đứa nhỏ qua tới sông rồi, để đứa nhỏ lại bên bờ sông quay, thì đi giữa đường tới giữa dòng thì có con diều nó bắt đứa nhỏ. Bà mẹ nàng Pattachara đó, nàng quơ tay để đuổi con diều, đuổi không được. Đứa lớn thấy bà mẹ quơ tay tưởng là kêu nó, thì nó dắt cái đứa kia cũng xuống sông luôn, và thế là nước thì nó cuốn trôi. Thì có nghĩa nàng thì một đứa thì bị diều nó tha đi, hai đứa thì bị nước cuốn trôi, nàng giữa dòng nàng bất lực không làm được gì cả. Về tới nơi muốn nương tựa nơi cha ruột của mình thì mới hay tin là đêm đó trời mưa thì nhà sập, và cha mẹ anh trai thì đã bị nhà sập đè chết rồi. Cái đám khói xa xa chính là đám khói thiêu xác cha mẹ và anh trai của mình. Nàng điên đi được, nàng đi lang thang, và do nhờ cái phước quá khứ cho nên nàng lang thang đến chùa Kỳ Viên. Đức Thế Tôn gặp nàng, ngài mới nói là trong vô thủy luân hồi, cái nước mắt mà con đã khóc cho cái việc là mất con, mất cha, mất mẹ, mất vợ, mất chồng, nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển, mà giờ này con còn khóc nữa hay sao? Thì nàng nghe như vậy, nàng tỉnh, rồi nàng thấy cái dòng luân hồi thật đáng ghê sợ. Thì quý vị có thể suy tư như thế cũng được. Trong vòng sanh tử luân hồi vô thủy, nước mắt mình đã đổ ra, mình khóc cho cái chuyện là mất con, rồi mất cha, mất mẹ, mất người thân, nó nhiều hơn nước trong bốn biển, thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để xả ly. Còn luân hồi thì sẽ còn phải khóc, còn luân hồi thì còn phải khổ đau, thật là vừa đủ để buông rồi. Thì khi đó cái chữ buông đó, nó chất lượng dữ lắm. Mình chỉ cần mình niệm buông, 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 và thật sự khi đó mình sẽ đặt xuống được. Phải thực hành cái gì à? Rồi sau khi buông được rồi đó, thì nó quay trở lại rải tâm từ. Khi đó cái nhìn của chúng ta với chúng sanh đó, nó không còn là cái nhìn của tham ái nữa. Bởi vì cái nhìn của chúng ta là nhìn chúng sanh trong dòng sanh tử. Và tâm từ của mình lúc đó nó thật là nó trong sạch hơn.
Con muốn hỏi ứng dụng của thiền Vipassana đối với cách ứng xử khi dùng điện thoại hàng ngày. Chúng ta phải sử dụng điện thoại rất nhiều trong cuộc sống và công việc. Làm sao để cái gì đó tốt hơn? Con đã từng học khóa Vipassana, nhưng lúc dùng điện thoại trở lại, đôi khi vẫn bị cuốn vào nó. Bởi vì tứ niệm xứ đòi hỏi chúng ta phải ly dục, mà điện thoại thì nó lôi cuốn chúng ta vào các dục, thì làm sao mà quý vị có thể hành thiền được? Rồi việc thực hành thiền á, thì âm thanh á, là kẻ thù của thiền. Mà chúng ta xài điện thoại, chúng ta nói chuyện tối ngày, hoặc là chúng ta chat trên các cái nền tảng mạng xã hội, thì làm sao chúng ta có thể hành thiền được? Chính vì lý do đó mà trong khóa thiền đã thu điện thoại của quý vị là như thế. Nhưng mà vấn đề là làm sao để về đời kết thúc khóa thiền chúng ta có thể ứng dụng được. Thì xin thưa với quý vị, về đời cái phương pháp ứng dụng tốt nhất của quý vị nó chính là việc thực hành rải tâm từ. Trong đời sống thường nhật, quý vị tập làm sao đó mà cái người nào ở trong tầm mắt của mình, bất kỳ người nào trong tầm mắt của mình muốn rải tâm từ là mình rải tâm từ được ngay. Vừa nhắc đến là mình rải tâm từ ngay lập tức. Quý vị phải làm như nó trở thành một cái phản xạ. Cũng như quý sư, thì quý sư phải tập để việc rải tâm từ nó trở thành cái phản xạ. Phản xạ là như thế nào? Khi có một ai đó, một đối tượng nào đó tác động với các sư, là các sư phải ngay lập tức rải tâm từ. Đó là phản xạ gần như bắt buộc. Ví dụ quý vị đến hướng về các sư, khi quý vị đi, quý vị hướng về các sư là các sư khi đó phải rải tâm từ rồi. Khi quý vị chắp tay, quý vị xá chào là khi đó quý sư phải rải tâm từ rồi. Khi quý vị cúng dường là quý sư phải rải tâm từ rồi. Khi quý vị nói chuyện với các sư là các sư phải rải tâm từ rồi. Tức là với các sư, việc thực hành tâm từ, việc rải tâm từ, nó gần như trở thành một cái phản xạ. Và quý vị cũng nên tập như thế. Tại vì khi tập như vậy, trong đời sống của mình, mình sẽ an ổn rất là nhiều. Thì đó là cách ứng dụng việc thực hành thiền vào trong đời sống. Cái cách thứ hai á, là nhờ vào việc thực hành thiền mà tâm của chúng ta trở nên nhạy cảm hơn. Nhạy cảm hơn ở đây có nghĩa là sao? Tâm tham vừa xuất hiện, chúng ta biết ngay. Tâm sân vừa xuất hiện, chúng ta biết ngay. Và nhờ vào việc nhạy cảm với các pháp bất thiện, các tâm bất thiện đó, mà chúng ta ngay lập tức xử lý nó. Còn khi quý vị đã gọi là cuốn vào trong điện thoại rồi thì quý vị bỏ tu. Cho nên sư mới nói nhớ thì ngay lập tức phải rải tâm từ ngay. Phải làm cho việc tu tập của chúng ta, đặc biệt là tâm từ á, nó trở thành phản xạ của mình. Mặc dù ở trong khóa thiền tứ niệm xứ nói nó hơi kỳ, việc rải tâm từ á, là một bước đệm, là đề mục phụ để quý vị chuẩn bị bước vào đề mục chính.
là tứ niệm xứ. Nhưng mà về đời á, cái đề mục mà quý vị xài nhiều nhất nó lại là đề mục rải tâm từ. Và đề mục quý vị xài thuận lợi nhất cũng là đề mục rải tâm từ. Cái đề mục quý vị xài nó tốt nhất là cũng là đề mục rải tâm từ. Cho nên là ngày hôm nay quý vị hãy ráng thực hành, bởi vì nó hết sức cần thiết cho đời sống của quý vị. Như vậy quý vị hỏi tại sao sư không có hướng dẫn quý vị tu tập tâm từ luôn cho rồi, chứ hướng dẫn tứ niệm xứ làm chi? Xin thưa là tại vì thiên hạ họ mê, họ thích cái tứ niệm xứ. Chứ thực tế tứ niệm xứ là dành cho con được giải thoát giác ngộ. Quý vị đọc kinh rõ, đây là con đường đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, đưa đến sự đoạn tận sầu và bi, đoạn tận khổ và ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Này các tỷ kheo, đó là con đường tứ niệm xứ. Còn con đường mà đưa đến sự tiêu diệt hận thù thì đó là con đường của tâm từ. Cho nên là sư khuyến khích quý vị nên dành thời gian. Cái tâm từ là cái đáng để chúng ta dành nhiều thời gian cho nó. Bạch sư cho con hỏi, làm thế nào để bớt nóng giận khi cư xử hoặc khi bị người khác hiểu lầm hay coi thường, làm sao để bình tâm trở lại vào những lúc này? Khi quý vị thực hành tâm từ nhiều thì cái cơn nóng giận của mình nó sẽ bớt lại. Mình thực hành tâm từ càng nhiều thì cái khả năng mình nóng giận á, nó càng giảm. Cho nên về lâu về dài thì chúng ta nên thực hành tâm từ. Không phải tại vì ngày hôm nay sư hướng dẫn quý vị rải tâm từ cho nên sư ca nó đâu. Mà thật sự mà nói là Đức Thế Tôn nói, từ bi thắng sân hận, hiền thiện thắng hung tàn, bố thí thắng sang tham, chân thật thắng hư ngụy. Cái phương pháp đối trị trực tiếp với cái sân hận chính là tâm từ. Cho nên xét về lâu về dài thì quý vị nên thực hành tâm từ. Khả năng tâm từ, từ tâm của mình càng nhiều thì cái khả năng nóng giận của mình nó càng bớt. Quý vị thực hành nó nhiều lên. Rồi còn khi mà bị người khác mà phỉ báng mà hiểu lầm mình á, thì đầu tiên ví dụ như người ta chửi mình, còn nhớ không, nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không tự nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai buông hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Hận thù diệt hận thù, đời này không có được, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Rõ ràng. Thì khi mà người ta mắng mình, ta đánh mình, ta chửi mình, có nhiều cách để suy tư. Một trong những cách đó là nhớ cái câu pháp cú sư vừa nói hồi nãy, lặp đi lặp lại. Rồi nhớ thêm cái câu pháp cú nữa, xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, kẻ hoàn toàn bị trách, người chỉ được khen hay. Xưa tới giờ ngay cả Phật còn bị chê, nói chi mình. Nam mô hai chữ từ bi, Phật còn bị hại, nói chi thầy chùa.
Sư nói thiệt là trong đời tu của sư đôi khi mấy câu đó sư nhớ nằm lòng để nhắc mình, không phải sư nói chơi đâu. Quý vị cũng nên thuộc mấy câu pháp cú đó. Rồi khi mình bị người ta mắng chửi, bị phỉ báng thì mình suy tư coi người ta nói đúng không? Nếu người ta nói đúng thì mình đáng tội rồi, mắc gì mình giận. Tức là cái người ta chửi mình, người ta chửi đúng mà đáng tội, mắc gì giận. Còn nếu người ta chửi sai á thì người ta có chửi chúng mình đâu mình giận. Rõ ràng người ta có chửi chúng mình đâu. Người ta chửi chúng á thì đáng tội rồi, mà người ta chửi không chúng thì mắc gì mình giận. Thì khi mà mình suy tư như vậy thì mình cũng có thể vượt qua cái cơn nóng giận. Sư nhớ Hòa Thượng Thanh Từ á, Hòa Thượng có nói vui như thế này nè: nếu ai người ta chửi mình là đồ con bò thì mình sờ cái đầu mình á, sờ thấy gì không? Thấy cái sừng không? Không thấy thì mình không phải con bò. Mình không phải con bò mắc gì mình giận. Nó chửi con bò mà, mình đâu phải con bò đâu. Cũng tương tự như vậy, người ta chửi mình là đồ cái thứ ăn cướp, mình hỏi mình có phải ăn cướp không? Mình không phải, không phải thôi, mắc gì giận. Khi suy tư được như vậy, quý vị vượt qua cơn nóng giận. Rồi chúng ta có thể suy tư bằng cách nghĩ. Nó có 6 pháp mà đoạn trừ sân hận á. Thế có lẽ có thời gian sư sẽ nói nhiều, nói về cái này. Một trong những cách đó là rải tâm tư nữa. Rồi chúng ta suy tư, họ nói như thế là họ có nghiệp của họ. Họ có nghiệp của họ, mình có nghiệp của mình. Chắc quá khứ mình cũng là cái thứ trời thần đất lỡ đó. Cho nên bây giờ là mình mới bị người ta mắng chửi như thế này. Chắc hồi xưa mình cũng từng là đâm bị thóc, thọc bị gạo đó. Thì cho nên bây giờ mình mới bị như thế này. Hoặc là xem lại coi trong kiếp hiện tại mình có nói xấu sau lưng người khác hay không. Nếu mình từng nói xấu sau lưng người khác, bây giờ bị người ta nói xấu lại, chuyện đó chuyện bình thường, đáng tội rồi, nói gì chứ nữa. Rồi mình suy tư, mình có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ. Khi họ nói xấu mình, họ vu khống, vu oan, họ mắng chửi vân vân, thì họ đang tạo nghiệp, thì cái nghiệp nó sẽ xử lý họ, mình không cần phải can thiệp chi. Thì sư đưa ra một vài cách để giúp cho quý vị vượt qua cái sân hận đó ha. Có nhiều thiền sinh ngại cúng dường vì thấy số tiền mình bỏ ra so với vị khác quá ít ỏi, họ có suy nghĩ thôi khỏi cúng. Vậy xin sư cho con hỏi về quả báo của việc bố thí, và bố thí như sao để mang lại nhiều lợi lạc. Vì nhớ, thứ nhất á, là tránh có cái suy tư là cái ti liệt mạng. Ti liệt mạng là sao? Có nghĩa là mình thấy cái việc mình làm nó không đáng cái gì, mình ngại ngùng, tức là mình coi thường cái phước thiện mình làm. Thì nó thuộc về cái ti liệt mạng, nó không có nên. Để nếu như quý vị nhớ nha, chúng ta làm phước cúng dường mà chúng ta không muốn nêu tên, nó khác. Còn mình làm phước cúng dường mà mình cảm thấy mắc cỡ vì mình ít quá, mình không dám nêu tên, nó khác. Tại vì một cái là do sự khiêm tốn, một cái là do cái ti liệt mạng. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là những người để tên á, thì họ ngã mạng đâu. Tại vì á, cái việc mà mình hùng phước bố thí cúng dường mình để tên á, nó có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất
là nó giúp cho mình á, cái sự công khai và minh bạch. Tức là mình sống một đời sống trong ánh sáng, chứ không phải sống trong một đời sống trong bóng tối. Sống đời sống trong ánh sáng là như thế nào? Là chúng ta là những người không có gì khuất tất, không có gì phải che lấp, không có gì phải giấu giếm. Chúng sanh ưa ánh sáng sẽ đi về ánh sáng, chúng sanh ưa bóng tối sẽ đi về bóng tối. Trong Tăng Chi, mình tập là người không có gì khuất lấp trong thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên cái việc mình để tên thì đôi khi nó thể hiện là mình không có gì mình khuất lấp, không có gì mình phải che giấu. Đó là một cái lợi ích. Cái lợi ích nữa là khi mình để tên thì người khác khi họ nhìn vào họ sẽ hoan hỷ. Quý vị thấy ở trong kinh tạng thì các trường hợp bố thí như là bà Quý Sa Kha, khi bà bố thí cúng dường thì là Đông Phương Tự, thì lúc nào khi người ta nói đến đây là cái ngôi chùa của bà Quý Sa Kha, ai cũng nhắc đến, hoặc là đây là cái ngôi chùa của ông Cấp Cô Độc, ai cũng nhắc đến. Các vị đó là thánh, các vị đó đâu có còn có cái sự mà ham danh ham lợi đó. Nhưng mà khi người ta nhắc đến tên như thế là họ hoan hỷ. Cho nên là đây cũng là cái duyên để người khác khi nghe đến người ta hoan hỷ với cái phước thiện của mình. Thì người ta sẽ được thêm cái phước nữa, chính là tùy hỷ phước. Cho nên cái việc mà mình công khai tên thì đó cũng là điều tốt. Như vậy làm sao để mà mình ý thức được cái phước của mình nó lớn, để mình không có sự ngần ngại. Sư hỏi tại sao mà quý vị thích đi chùa, đi miễu, mà những cái miễu như miễu Châu Đốc nè, miễu An Giang, núi Bà Đen, núi Bà Đỏ, quý vị khoái đi quý vị. Tại vì nghe đồn nó linh, đúng không? Nghe đồn nó linh. Mà quý vị nghe, mà nghe ở đâu có cái vị, có ông thầy Pháp nào đó mà linh lắm, coi như là nhà đất bán không được, mà kêu ổng tới, ổng cúng một phát một là bán được liền. Mình ham nó, mình chạy tới, mình kêu liền. Mà thậm chí là khi quý vị hành thiền sẽ biết rất là nhiều vị mê cái thần thông. Tức là mê cái chuyện mà đi trên nước như đi trên đất, rồi ví dụ như là phi thiên, tức là bay lên trời, hay là độn thổ, là chu xuống mặt đất. Mà lỡ, sẽ nói lỡ có một cái ông nào đó mà ông ngồi trên hư không dày nè, ông thuyết pháp là chắc là quý vị mê chết bỏ. Mê lắm, chúng sanh mê, mê thần thông lắm. Nhưng quý vị có biết một chuyện là ở trong chú giải kinh phân biệt cúng dường ấy, có nhắc một câu, đó là cái việc mà quý vị, cái người mà ngoại đạo có thần thông, ngoại đạo có thần thông, việc quý vị bố thí cúng dường cho ngoại đạo có thần thông không bằng một gốc quý vị bố thí cúng dường cho người quy y Tam Bảo, biết giữ năm giới. Tức là một người quy y Tam Bảo giữ gìn năm giới, quý vị bố thí cho họ cái phước nó nhiều gấp rất là nhiều lần so với bố thí cho cái ông mà ngoại đạo chứng đắc thần thông, ông tu thiền chứng thần thông, phước nhiều hơn gấp nhiều lần. Mà thiên hạ không biết, họ mê ba cái vụ thần thông. Mà như thế, cái người quy y giữ năm giới thì làm sao sánh được với người quy y giữ tám giới? Đây là chính thiện sinh giữ tám giới mà. Mà những vị quy y giữ tám giới, chẳng những như vậy, quý vị còn thực hành rải tâm từ, còn thực hành tứ niệm xứ,
phước nhiều vô lượng vô biên. Sư đưa ra một cái ví dụ. Bây giờ đó, quý vị mở ra một cái quán cơm từ thiện. Một ngày á, quý vị bán là 1.000 phần ăn, 1.000 suất ăn từ thiện. Quý vị làm liên tục trong 10 năm, nó không bằng cái phước á, nó không bằng một cái móng tay, không bằng một gốc của việc là quý vị bố thí cúng dường một cái bữa cơm trong khóa thiền này. Sao so được? Biết tại sao so không được không? Ở đây chỉ cần một buổi thôi, còn cái kia làm hơn 10 năm, mỗi một ngày hơn 1.000 phần cơm. Sao không được? Tại sao vậy? Tại vì một ngày hơn 1.000 người đó rất hiếm khi mà cái người giữ giới chịu đi ghé ngang qua ăn, khó lắm. Đa phần cái người đi đến mà ăn là người không có giới. Họ ăn xong họ chìm đắm trong các dục, họ lo cơm, gạo, áo, tiền, thậm chí có người họ lo cái túi xách kế bên nữa. Họ không có túi gì hết. Trong khi đó ở đây quý vị bố thí cúng dường là cho những người miên mật giữ gìn 8 giới. Đã vậy là còn những người miên mật thực hành rải tâm từ, miên mật thực hành tứ niệm xứ, cái phước không so sánh nổi. Thì như vậy quý vị thấy là cái cơ hội chúng ta tạo phước nó rất là nhiều, và cái phước chúng ta tạo nó rất là lớn. Thành ra là chúng ta nên hiểu rõ về cái phước mà mình tạo, để chúng ta không có cái ti liệt mạng. Bạch sư cho con hỏi cách để báo hiếu cha mẹ theo thờ Đức Phật. Việc báo hiếu á, sư tạm chia nó có 3 bậc, là bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Cái bậc hạ ở đây không có nghĩa là thấp đâu nha, nó cao lắm á, chứ không có thấp đâu. Chẳng qua là xếp 3 bậc thì đương nhiên là có cái cao có cái thấp thôi, chứ nó không có thấp như chúng ta tưởng. Bậc hạ tức là cái người con á, phải báo hiếu cha mẹ, có trách nhiệm với cha mẹ như trong bài kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Tức là sự nuôi dưỡng cha mẹ về mặt vật chất, phụng dưỡng cha mẹ về mặt tinh thần, chăm lo sức khỏe cho cha mẹ, kế thừa tài sản của cha mẹ không cho biến mất. Đó. Rồi duy trì các truyền thống trong gia tộc, trong gia tộc, thì đó chính là báo hiếu bậc hạ được Đức Thế Tôn nhắc trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Báo hiếu bậc trung á, là như trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái phẩm mà phẩm như là phẩm không có được. Thì Đức Thế Tôn nói một người mà một vai cổng cha, một vai cổng mẹ đi khắp quả địa cầu, chu cấp cho cha mẹ đầy đủ những vật chất, và cho cha mẹ hưởng được tất cả các cái món ngon vật lạ, cho cha mẹ hưởng được tất cả những cái quyền lực trong thế gian này, đưa cha mẹ lên làm cái vị vua cai trị trong 3 cõi, trong 4 châu thiên hạ, thì người đó cũng vẫn không trả hết được cái ơn cho cha mẹ. Mà người nào đối với cha mẹ chưa có niềm tin nơi Tam Bảo, giúp cha mẹ có niềm tin nơi Tam Bảo, chưa có niềm tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, giúp cha mẹ có niềm tin với nghiệp, nơi nghiệp và quả của nghiệp. Đối với ai cha mẹ chưa biết giữ giới, giúp cho cha mẹ biết giữ giới.
Đối với ai cha mẹ bỏn sẻn giúp cho cha mẹ biết bố thí, thì người đó đã báo hiếu được cho cha mẹ của mình. Tại vì cái báo hiếu bậc hạ đó là chúng ta lo chu toàn cho cha mẹ. Cái báo hiếu bậc hạ là còn có một cái nữa là cha mẹ chết thì phải lo làm phước hồi hướng. Thì bậc hạ là chúng ta lo cho cha mẹ trong hiện tiền, còn bậc trung á, là chúng ta lo cho cha mẹ mai hậu, tức là sau này có chết thì cũng sanh thiên. Còn bậc thượng á, là như trường hợp của Đức Thế Tôn, của Bồ Tát, là phải xuất gia. Như Bồ Tát á, Ngài xuất gia và sau khi chứng đắc đạo quả, Ngài quay trở lại độ cho cha mẹ của mình, cũng chứng đắc đạo quả. Hay như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài xuất gia, Ngài bỏ cha mẹ, Ngài đi xuất gia. Và khi Ngài gần viên tịch, Ngài mới quay trở lại, Ngài độ cho mẹ của mình chứng đắc đạo quả. Hay như là cũng Ngài Xá Lợi Phất, Ngài độ cho bà mẹ của mình trong 7 kiếp quá khứ mà sanh vào hàng ngạ quỷ, Ngài độ cho bà cũng được sanh thiên. Cho nên theo Phật giáo Nguyên Thủy thì cái người xứng đáng gọi là đại hiếu là Ngài Xá Lợi Phất. Thì xét thấy gương của các bậc thánh, đặc biệt là gương Thế Tôn, cho nên sư xếp việc xuất gia báo hiếu lên bậc thượng. Thì vì đó xuất gia phải nỗ lực tu tập, thì như thế là cái sự báo hiếu bậc thượng đối với cha mẹ của mình. Thì cái thời vấn đáp đây nó cũng vừa phải ha. Quý vị còn câu hỏi nào thì quý vị có thể gửi ban tổ chức, và buổi sau sư sẽ trả lời tiếp cho quý vị. Và bây giờ mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng theo sư. Ít đăng mê phun nhân Nip bà na sa Phật cha yô Hồ tu Y măng nô Punya phagang Sabba sattanang Dema Sathu Sathu Sathu. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vang, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hay là môi duyên lành để dưng khôi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong